cũng sẽ cháy rụi. Chuyên gia Mỹ cảnh báo xe tăng Abrams sẽ bị quân đội Nga tiêu diệt ở Ukraine. Nga cảnh báo căng thẳng leo thang nếu vũ khí hạt nhân Mỹ xuất hiện trở lại ở Anh. Các nước có thể hưởng lợi từ việc từ chối trừng phạt Nga. Moscow cáo buộc Ukraine sử dụng UAV của Australia tấn công Nga. Ukraine nói thủ đô Kiev bị tập kích bằng tên lửa. Anh hùng nước Nga giải thích vì sao các phương pháp của NATO lại thất bại ở Ukraine. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ sẽ bị tiêu diệt giống như những chiếc Challenger 2 của Anh ở Ukraine, chuyên gia quân sự Peter viết cho một bài báo. Chuyên gia này nhận định những chiếc xe tăng này có thể giúp cán cân nghiêng hơn một chút về phía Ukraine, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta có thể sẽ thấy video ghi lại cảnh xe tăng Abrams bốc cháy. Người quan sát cũng lưu ý rằng, kể từ khi nhận xe bọc thép từ Vương quốc Anh, quân đội Ukraine đã cố hết sức che giấu quá trình di chuyển của xe Anh cho đến khi xảy ra sự cố gần đây, khi một chiếc xe bọc thép bị phá hủy khiến cho Bộ Quốc phòng Anh hết khả năng rêu rao rằng thiết bị của họ không bị phá hủy trong cuộc giao tranh. Hôm thứ Ba, trên mạng xã hội xuất hiện cảnh quay chiếc Challenger đang bốc khói, phương tiện chiến đấu bị phá hủy gần với làng Rabotino theo hướng Zaporozhye. Trước đó, liên tục xuất hiện tin tức về việc xe tăng Leopard của Đức bị phá hủy. Nga cảnh báo sẽ phản ứng đáp trả sau thông tin Mỹ có thể đưa vũ khí hạt nhân quay trở lại quốc gia đồng minh thân cận nhất là Anh. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ coi bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh là một sự leo thang và sẽ phản ứng đáp trả vì an ninh quốc gia. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ coi đây là sự leo thang căng thẳng, trong đó mọi thứ diễn ra trái ngược với nhiệm vụ cấp bách là rút vũ khí hạt nhân Mỹ khỏi châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Dragunova ngày 5 tháng 9 cho biết. Tuần trước, truyền thông Anh phân tích tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc và phát hiện dấu hiệu Mỹ có thể đưa vũ khí hạt nhân quay trở lại Anh. Lần cuối cùng, Mỹ đặt vũ khí hạt nhân ở Anh là vào năm 2008. Trong bối cảnh Mỹ và NATO đang ngày càng đối đầu công khai nhằm buộc Nga hứng chịu thất bại chiến lược, động thái trên nếu xảy ra sẽ buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, bà Zakharova nói. Mỹ hiện có khoảng 100 quả bom hạt nhân chiến thuật B-61 ở châu Âu, 100 quả bom B-61 khác được cất giữ ở Mỹ. Nếu vũ khí hạt nhân Mỹ quay trở lại Anh, đó sẽ là phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân B-61. Theo thông tin từ truyền thông Anh, quân đội Mỹ muốn Quốc hội duyệt chi khoản ngân sách 50 triệu đô la Mỹ để xây dựng một cơ sở mới có khả năng cất giữ bom hạt nhân tại căn cứ không quân ở Stratford, phía bắc thủ đô London. Quân đội Mỹ cũng có kế hoạch triển khai các tiêm kích tàng hình F-35A tới Anh, thay thế các mẫu tiêm kích F-15. Tiêm kích F-35A có khả năng ném bom hạt nhân B-61. Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Canada, Moscow và phương Tây đã phải chịu những hạn chế về kinh tế, nhưng chúng lại mang lợi ích cho các bên chọn về phe trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Các quốc gia có thể được hưởng lợi bằng cách từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, các nhà phân tích tại Ngân hàng Canada đã tuyên bố trong một bài nghiên cứu gần đây. Trong một ấn phẩm phát hành tuần trước có tựa đề Các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế và tác động của nước thứ ba, các chuyên gia đã so sánh tác động của các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng như tác động của chúng đối với các bên trừng phạt như Mỹ, EU, Anh và nền kinh tế của bên thứ ba bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các tính toán dựa trên 3 loại biện pháp trừng phạt, cấm xuất khẩu, hạn chế thị trường tài chính và cấm vận năng lượng. Theo dự đoán của các nhà phân tích, mặc dù các biện pháp trừng phạt sẽ làm giảm động lực kinh tế của Nga, nhưng tác động của chúng phụ thuộc vào việc nước thứ ba có tham gia cùng các nước phương Tây trong việc áp đặt các hạn chế hay không. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, với việc phương Tây đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt, GDP của Nga sẽ giảm khoảng 4% so với tình huống giả định không có hạn chế. Tuy nhiên, họ tuyên bố rằng, nếu các nước bên thứ ba đưa ra các biện pháp tương tự, GDP của Nga sẽ giảm 9%. Các nhà phân tích cũng ước tính rằng các hạn chế gây ra sự suy thoái 0,8% đối với nền kinh tế của các quốc gia bị trừng phạt. Tuy nhiên, hiệu ứng này sẽ tăng gấp đôi nếu các nước thứ ba đứng ngoài cuộc chiến trừng phạt. Mặt khác, các nền kinh tế của nước thứ ba dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc né tránh các biện pháp trừng phạt do hiệu ứng thay thế, các nhà nghiên cứu tuyên bố. Những hạn chế đối với Nga mang lại cho họ cơ hội tham gia với tư cách là nhà cung cấp thay thế, cũng như thay thế các sản phẩm của Nga tại thị trường của các quốc gia bị trừng phạt. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến mức tăng trưởng GDP ước tính 0,4% của các quốc gia này. Các nhà phân tích thăm dò cho biết, nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa Nga và các đối tác thương mại lớn của nước này, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý rằng các tính toán này không tính đến cơ chế nhập khẩu song song và thay thế nhập khẩu của Nga, vốn là công cụ giúp nền kinh tế Nga phục hồi sau mức giảm 2,1% GDP năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính dự đoán vào cuối tháng 8 rằng nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng 2,5% vào cuối năm 2023. Các chuyên gia phương Tây cũng đưa ra một triển vọng thuận lợi cho xứ sở Bạch Dương khi Ngân hàng Thế giới IMF và Ngân hàng lần đây đã nâng dự báo về GDP của Nga trong bối cảnh thương mại và sản xuất công nghiệp mạnh mẽ cũng như doanh thu từ năng lượng cao hơn dự kiến. Moscow hôm 5 tháng 9 cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái của Australia để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, cảnh báo rằng Canberra ngày càng bị lôi kéo lún sâu vào xung đột. Hóa ra UAV của Australia đã thực sự được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói. Đây là câu trả lời của bà Zakharova về thông tin hồi tuần trước về việc Ukraine đã sử dụng UAV của Australia tấn công sân bay tại thành phố Kursk của Nga. Bà Zakharova cáo buộc chính phủ Australia đang nhiệt tình đóng góp cho chiến dịch chống Nga do Mỹ chỉ đạo, trong khi cố che giấu dư luận những tình huống cho thấy Canberra ngày càng bị kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine. Giới chức Australia, Ukraine chưa bình luận về thông tin cáo buộc trên. Vào tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Anthony cam kết cung cấp xe bọc thép chở quân và UAV cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev. Hồi tháng 2 vừa qua, nhân đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính quyền Kiev cho biết thành phố này bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tập kích tên lửa sáng ngày 6 tháng 9, nhưng hệ thống phòng không đã ngăn chặn vụ tấn công. Các nhân chứng nói rằng họ đã nghe thấy một số âm thanh giống như tiếng kích hoạt hệ thống phòng không vào lúc khoảng 5 giờ 50 phút sáng. Cảnh báo không kích đã được đưa ra trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhưng được dỡ bỏ chỉ khoảng 1 giờ sau đó. Một quan chức Kiev cho biết một cuộc tấn công tên lửa khác của đối phương, theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận ở Kiev. Quy mô của cuộc tấn công mà Poko cho biết liên quan đến các loại tên lửa khác nhau vẫn chưa được tiết lộ. Cùng ngày, quân đội Nga bị phía Ukraine cáo buộc tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào vùng Odessa phía Tây Nam. Thống đốc địa phương cho biết trên Telegram rằng các cuộc tấn công ban đêm kéo dài 3 giờ và nhắm vào quận Imel. Cảng Imel trên sông Danube giáp biên giới Romania, thành viên NATO, đã trở thành tuyến xuất khẩu chính cho các sản phẩm của Ukraine sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 7. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin này. Các nước NATO đã quen với việc chiến đấu với những đội quân không được trang bị vũ khí, do đó khi chạm trán lực lượng vũ trang Nga, các phương pháp của họ đều thất bại, quân lính Ukraine bị tổn thất rất nặng nề. Đây là nhận định của Đại tá Anh hùng Đức Nga, Phó Giám đốc Trường Đào tạo Chỉ huy Kỹ thuật Quân sự cao cấp chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Có thể nói, một phần lực lượng vũ trang của Ukraine được huấn luyện ở các nước NATO, ta cứ cho là vậy, nhưng trong tất cả sách giáo khoa của NATO và việc NATO đào tạo họ như thế nào thì thật là tội lỗi khi che giấu một thực tế là NATO đã quen chiến đấu với những đội quân không được trang bị vũ khí như quân đội của chúng tôi, như lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tất cả các nguyên tắc và phương pháp của họ đều thất bại, đó là việc mà chúng ta đang chứng kiến. Theo ông, khi pháo binh hoạt động, khi máy bay hoạt động, khi những vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy bị giải mìn, khi quân đội thiết giáp rất mạnh, thì sách giáo khoa của NATO trở nên kém tác dụng. Và chúng ta thấy ngay kết quả, việc đó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến tổn thất rất lớn, trước hết là về sinh lực, quân lính Ukraine, sau đó là vũ khí và thiết bị quân sự được cung cấp, vị sĩ quan nói thêm. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!